Hello anh em, chào mừng anh em trong video mới nhất của Toyota. Thì hôm nay sẽ là một chuyến đi thồ hàng, nó hơi bị xe. Mình bây giờ mình đang chuẩn bị lên đường, sẽ hẹn gặp lại anh em trong cái hành trình tiếp theo. Rồi, ok. Dưới biển nó gỡ hết mấy cái phong ấn rồi. Hiện tại ở dưới biển này mấy cái rèo đồ, mấy cái phong ấn trước kia đã gỡ rồi, mọi việc đã trở lại bình thường. Ở dưới biển là gỡ hết mấy cái rào trắng, cho phép tắm biển trở lại, kết thúc thời gian giãn cách. Mấy cái dừa đây là không phải là muốn hái là hái đâu nha, hái tầm bậy bẹ là mấy cái tụi đô thị tới rồi nó bắt nó phạt á. Cũng lâu rồi không quay video, quay video cho mấy anh em xem. Thì tại vì như trong cái clip trước mình đã nói là trong thời gian gần đây là mình bận bịu con cái. mất ăn mất ngủ nên là cũng không có thời gian mà để quay phim. Thì nay là đã tròn một tháng rồi, mọi chuyện nó cũng đã ổn định, thì cũng có thời gian rảnh rỗi để mà đi quay cho mấy anh em tâm sự nói chuyện rồi chơi. Chứ thời gian trước thì nó hơi bận, với lại tâm trạng nó cũng không có thoải mái để mà đi quay, để mà nói chuyện. Thì bây giờ cái cuộc sống nó đã trở lại cơ bản là bình thường. Nhưng mà nếu mà nói mà nó như trước thì giờ chắc là sẽ lâu. Thì tại vì ngoài cái vấn đề về dịch bệnh thì còn cái vấn đề về kinh tế, rồi tiền bạc nữa. Để mà nó ổn định như trước kia thì mình nghĩ chắc không phải qua Tết thì nó mới tình hình nó mới ổn định. Thì tại vì ở Nha Trang là khách du lịch là toàn là khách nước ngoài là nhiều. Mà ở tụi nước ngoài bây giờ dịch bệnh tì le hết, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày hôm nay thì như là mấy đứa học sinh, sinh viên nó bắt đầu đi học trở lại rồi. Kết thúc kỳ nghỉ Tết thầm thánh kéo dài mấy tháng trời. Mấy tháng đây? 3 tháng hả? 3 tháng trời. dự định sắp tới là sẽ có nhiều video về chủ đề là ở ngoài quê mình nhiều hơn. Cụ thể hơn là ở ngoài Vạn Vẻ. Tại vì sao? Tại vì mình đã đưa vợ với con mình về ngoài ông bà nội nuôi. Tính là thường người ta đưa lên ông bà ngoại, nhưng mà ông bà ngoại ở xa quá, ở tuốt trên Đắk Lắk rồi xa xôi. Nên là thôi đưa về nội nuôi cho nó gần, rồi mình ở trong này rồi chạy ra chạy vô cho nó dễ chứ. Đưa trên kia một lần bằng cái gì là chạy mấy tiếng hồ. Chưa kể đường xé rồi nên nó xấu nữa, nó không phải mịn màng như cái đường này. Chạy lâu chạy mệt, nên là thôi về ngồi kia thăm nom rồi nó cũng dễ nữa. Cho nên là dự định là sẽ có nhiều video kỹ hơn về khu vực Quảng Ninh, cái nơi mà quê nhà của Hưng Nha Trang. Thank you.
cái khúc này ở Ninh Hòa là cái khúc mình thích nhất nè. Khúc này đẹp nè, ruộng lúa đồ bạc bạc ngàn. Mình chở cái thùng ở sau vô chở thuốc lá lậu rồi đồ. Nãy giờ chạy 7-80 rồi đồ, mấy người ta nhìn vô tưởng thằng này chở hàng lậu sao mà chạy mà dữ vậy. Hôm nay là một video quay tại quê nhà. Tại Vàng Giả, Vạn Ninh.
Thì như mình đã nói trong ở đầu video thì từ những video sau thì sẽ cố gắng quay thêm nhiều thứ ở tại cái vùng đất này. Chung mình cũng tính làm cái chủ đề này cũng lâu rồi, nhưng mà nói chung là không có cái dịp, không như không có cái thời gian để mà video này mà quay cho nó tường tận. Thì hôm nay đã có dịp rồi, thời tới rồi, đó là tranh thủ làm, tranh thủ quay để mà bổ sung thêm cái bộ sưu tập trên YouTube. Tại vì những video trước kia toàn nói về ở Nha Trang rồi những cái nơi khác không, mà chưa có cái video nào mình nói về cái chỗ này hết. Thì nhiều anh em coi video mình là nói mình là ở Tuy Hòa, Phú Yên gì đó, thì thật ra nó không phải. Mình là mình ở chỗ này, chỗ cũng ở Khánh Hòa nhưng mà ở chỗ Vạn Ninh, Vạn Giả. Nói chung là chắc nó cũng gần Phú Yên, cho nên là nghe cái tiếng và lại cái thu âm này là khi mà mình lên trên trên video, trên clip á, thì nghe nó hơi mang tính địa phương nhiều. Còn nếu mà mấy anh em nghe mình nói chuyện trực tiếp thì chắc là sẽ không thể mà kết luận là Phú Yên hay là ở đâu được. Thì như mấy anh em đã biết thì cái vùng đất chỗ này á, thì hồi xa xưa là thuộc đất nước Chiêm Thành, là cái tụi Champa rồi á, chứ không phải là của Đại Việt mình đâu. Thì cái hồi lâu lơ lâu lắc, xa xưa khi mà cái xung đột giao tranh giữa hai gia tộc, đó là Trịnh và Nguyễn, nổi lên và hết sức là gay cấn. Chúa Trịnh thì xưng bá ở phương Bắc, còn chúa Nguyễn là xưng bá ở phương Nam, làm cho đất nước rơi vào cái tình trạng là nhị quốc phân tranh. Giống với cái tụi Trung Quốc là Tam Quốc, nhưng mà ở đây chỉ có hai nước là chúa Trịnh và chúa Nguyễn thôi, nên gọi là nhị quốc phân tranh. Thì chúa Nguyễn ở trong miền Nam này gọi là Đằng Trong, muốn củng cố cái thế lực cũng như là gia tăng cái tiềm lực cũng như là nội lực của gia tộc họ Nguyễn, là để đích thân cầm quân đi chinh phạt Chiêm Thành. Cụ thể đây là chúa Nguyễn Hoàng đã dẫn quân và dân đi xuống phía Nam này để chiếm cái vùng đất mà hiện tại bây giờ là Phú Yên và Khánh Hòa. Bên này lúa rồi ta gặt hết rồi, nhìn nó thấy nó không có đẹp. Đấy, thì nói chung là người dân ở khu vực này mà gốc gác xa xưa là con cháu của chú Nguyễn, và cụ thể đây là chú Nguyễn Hoàng, và người dân có gốc gác là ở các tỉnh ở ví dụ như ở Huế nè, Quảng Bình, Quảng Trị rồi á, gốc gác xa xưa của người dân ở vùng này á. Chứ còn nếu mà nói tính gốc thiệt thì đây là cái dân Champa nó ở mà, đâu phải dân Việt ở đâu. Thì sau khi chúa Nguyễn Hoàng chiếm được cái vùng đất này thì bắt đầu sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Việt và ngày nay là Việt Nam. Thì sau khi mà sáp nhập vào cái vùng đất này thì cái vùng đất này là trải qua rất là nhiều cái cuộc chiến. Khốc liệt nhất là những cái cuộc chiến cái thời mà Tây Sơn nó nổi lên á. Thời Tây Sơn nổi lên là cuộc xung đột giữa nhà Nguyễn với nhà Tây Sơn là diễn ra rất là ác liệt. Cái chỗ này là cứ bị chiếm qua chiếm lại miết, cứ ông này chiếm xong rồi tới cái ông khác chiếm lại. Thì cái cuộc chiến này nó mới đến hồi vãn cuộc là khi mà nhà Tây Sơn suy yếu, nội bộ đồ lục đục, thì bắt đầu nó mới ngừng. Như mình đi lộn đường rồi, để quằn lại. Đấy, khi mà nhà Tây Sơn nó suy yếu thì cái cuộc chiến này nó mới ngừng, thì cái vùng đất này nó mới được thái bình. Sau khi vua Nguyễn là vua Gia Long, là ông Nguyễn Ánh á, ông đánh bại được nhà Tây Sơn, thống nhất được thiên hạ, thì cái vùng đất này nó mới trở nên thái bình trong suốt khoảng 100 năm. Thì sau đó 100 năm thì bắt đầu là sôi sục bởi cái cuộc chiến chống Pháp theo cái phong trào Cầm Vương ấy.
đó là sơ lược về cái lịch sử của cái vùng đất này. Vì cái vùng đất này là hồi xưa là nó nằm xa khu vực kinh đô. Hồi xưa là kinh đô của nhà Nguyễn là ở Huế. Thì khu vực này là nằm rất là xa, tính ra là rất là xa. Thì cũng không có đóng góp gì nhiều vào cái văn chương thi phú cũng như là nhiều cái nhân sĩ giỏi cho đất nước. Nhưng mà bù lại thì cái vùng đất này là rất là trù phú với sản lượng nông nghiệp, rồi lúa, rồi sản vật rừng, núi, biển, cả, rồi là rất là trù phú. Cho nên là người ta có câu là Khánh Hòa là xứ trầm hương, rừng vàng, biển bạc, người thương đi về. Đây là vịt này, vịt chạy đồng. Này ruộng người ta khai thác, người ta gặt hết rồi, không còn gì để mà xem. Đây là vịt chạy đồng nè, đặc sản nè. Nếu như vịt ở thành phố, vịt ở những cái chỗ khác là người ta nuôi theo cái kiểu vườn, trong vườn, trong nhà, cho ăn bột ngô, bột cám, đồ lâm la, thì nó sẽ mỡ, nó sẽ mập. Còn cái vịt chạy đồng này là người ta thả tự nhiên để cho nó ăn phù du, đồ những cái đồ cá, đồ tôm, đồ ốc, ếch, đồ ở trên đồng á, cho nó ăn, chứ người ta không có cho ăn thực phẩm. Cho nên là thịt vịt chạy đồng nó rất là chắc, rất là nó không có cơm mập nhưng mà nó chắc, nó ngon lắm. Vịt chạy đồng thì nó mắc hơn cái vịt kia. Để mà làm được cái vịt chạy đồng này á, là không phải là mình đem tới cái đồng mà mình thả, mà thứ nhất là phải xin phép cái chủ của cái đồng ruộng đó, và thứ hai là phải báo cáo lên chính quyền địa phương để mà người ta cho phép thì mình mới được thả. Chứ không phải là mình cứ đem vịt tới mình thả thì bậy bẹ là nó bắt á, là họ phạt á, chứ không có giỡn đâu. Gà là có gà thả đồi, gà đi bộ, còn vịt thì có vịt chạy đồng. Đó là những cái đặc sản vùng nông thôn. Ủa chai rượu nó dòng quá. Cái này người ta ủ rơm nè. Ủ rơm là có thể người ta về người ta trồng nấm làm phân gì đó, chất đốt gì đó. Mình nói lụi mình chả biết nữa. Trong khu vực Vạn Vẻ, Vạn Ninh này thì người ta trồng lúa với nuôi tôm rồi nhiều. Đó là hai cái ngành chính ở đây. Hồi xưa là có khai thác trầm hương rồi vậy, chứ gỗ được ghét rồi, chứ bây giờ nó hết rồi, không còn nữa. Bây giờ làm gì còn mấy cái đồ quỷ đó nữa mà. Mấy con trâu nó ngâm mình nè. Để quay cho mấy anh em xem. Mấy chỗ này nó sâu lắm, nó sâu lắm nè. Cái ruộng này nó sâu lắm mà sao mình nó ở đâu nó nằm xuống mà. Nó nằm xuống, mình tưởng là nó đứng. Hôm nay thời tiết nóng quá mà.